Ca sĩ Việt Thắng, Á quân Việt Nam Idol 2016, với năm sinh 1993 tại Hải Dương, đã quyết tâm tạo ấn tượng với bản nhạc mới mang tên MUOITIENMUOI. Đây là một dự án mà anh đã ấp ủ trong thời gian dài. Trong video âm nhạc lần này, Việt Thắng đã lựa chọn một phong cách âm nhạc sôi động và hình ảnh nam tính mạnh mẽ thay vì theo xu hướng ballad. Phát biểu với Thanh Niên về dự án âm nhạc này, Việt Thắng cho biết, từ khi dự án ra đời, tôi không biết khi nào nó sẽ ra mắt. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm thích hợp để giới thiệu nó đến mọi người. Tôi đã tập luyện trong một thời gian dài để có thể thể hiện được hình thể hiện tại, và tôi cũng đã có được bản phối âm ưng ý nhất. Liên quan đến danh hiệu Á quân Việt Nam Idol 2016, ca sĩ gốc Hải Dương cho biết đó là một cơ duyên không ngờ và hoàn toàn không tính toán trước. Việt Thắng chia sẻ rằng anh và đội ngũ của mình đã xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo nội dung video âm nhạc không gây phản cảm. Anh tiết lộ thêm, tôi đã từng theo gia đình học ngành y đa khoa trong khoảng hơn 2 năm tại tỉnh Hải Dương. Trong quá trình học, tôi đã phải làm việc tại bệnh viện, tham gia trực cấp cứu và tiêm thuốc. Khi thấy máu, tôi cảm thấy hơi lo lắng, nên tôi quyết định nghỉ. Sau đó, tôi đã lên kế hoạch đi du học Hàn Quốc nhưng không thành. Tiếp theo, tôi đã lên kế hoạch đi du học tại Úc. Trong quá trình tìm lớp học tiếng Anh ở Hà Nội, bạn tôi đã đăng ký cho tôi tham gia Việt Nam Idol 2016, và cuộc đời của tôi từ đó đã gắn liền với nghệ thuật. Mặc dù sở hữu giọng hát tài hoa và nhận sự động viên từ nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ gốc Hải Dương TH,